Những ngày qua, ba tuyến ống dẫn nước đường kính 1.000mm có tổng chiều dài hơn 1km vừa được hạ thủy thành công xuống lòng sông Đuống tại khu vực km 49+500 thuộc địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Hiện tại, đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam thực hiện kỹ thuật đánh chìm đường ống cỡ lớn và quy mô lớn nhất. Toàn bộ quá trình thi công được tiến hành hết sức cẩn trọng, chính xác, đảm bảo trong mọi điều kiện và địa hình, đường ống không thể bị vỡ hoặc rò rỉ. Trước đó nhiều tháng, các đơn vị thi công đã phải tiến hành hút cát, nạo vét lòng sông, độ sâu tính từ mặt nước xuống vị trí đặt ống khoảng 20 mét. Đây chính là hai điểm nút khó khăn nhất của dự án, vì bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất trong thi công, để đảm bảo an toàn, toàn bộ tuyến ống ở đây phải được đặt chìm dưới đáy sông, không làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện vận tải thủy. Sông Đuống thì như các bạn đã biết được là mực nước rất là sâu. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là dòng chảy rất là tốc độ rất là cao. Thế và đặc biệt là cái tiến độ của dự án thì chúng tôi bắt buộc phải thi công vào cái mùa lũ. Các bạn biết như hiện nay là chúng tôi phải tranh thủ con nước từng ngày từng giờ. Và rất may cho ban quản lý dự án là đến thời điểm trong cái giai đoạn vừa rồi là cái điểm mà chúng tôi vừa mới kết thúc các cái cơn bão, cho nên là cái tốc độ của dòng chảy nó đã nằm ở trong cái phạm vi mà chúng tôi đã kiểm soát được. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa, dự án nhà máy nước mặt sông Đuống, công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội sẽ được hoàn thành. Chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 2018. Khi đi vào vận hành, nhà máy này sẽ đảm bảo đủ cung cấp nguồn nước sạch cho 1/3 dân số Hà Nội và dần thay thế nguồn nước ngầm đang có nguy cơ ô nhiễm cao.